Hello anh em, chào mừng anh em đã quay channel của Quỳnh Tú Vlog. Hôm nay anh em tôi chào cúng mát, anh em tôi quyết định làm một con gà nướng muối ớt ăn được chơi, mày bảo anh em với anh tôi được chơi. Để quay một con gà rất là công cụ. Gà nướng, ok, gà nướng. Chính xác đây rồi, gà nướng muối ớt. Đẳng cấp Củ Chi miền quê tụi tôi nha. Đang nướng ngoài ruộng mà bị mưa tới thì bọn mình đã chạy về nhà nướng và bây giờ đã thành công đụng má một con gà một tiếng mấy đồng hồ. Mình cắt gà ra nha. Để tao nướng cho. Quý vị bà con cô bác ăn nha. Quý vị ơi. Quý vị ơi. Đút cho tổ ăn. Nè. Đúng rồi camera. Đúng rồi camera. Béo khoe lắm nè. Lấy kéo cắt. Ủa sao mới điện khôn với ta? Cắt da rồi, da đâu hết rồi. Đổ mình ra rồi. Đủ má thành cho mà cha đâu. Không. Da dầu. Ừ. Nhiều cơm. Ủa, ủng quá rồi, ăn em lại được cái con cặc cục lắm đụng má vừa bóc xong cái la lựa đụng rồi ăn thì cũng xong rồi. Trên đầu của tụi mình xin khép lại, các bạn nhớ hãy như mày con cặc rồi like và subscribe kênh Quỳnh Tú Vlog Facebook gì Quỳnh Tú tôi đem cái này về cho chó.